Xin chào các bạn đang xem video trên kênh của mình. Hôm nay là ngày 25 tháng 3, mình tiếp tục lên video mới. Kênh của mình bán các hàng dao bãi đã qua sử dụng và mình đã mài sắc bén lại như mới. Trước khi các sản phẩm của mình được mang lên giới thiệu, mình nhấn mạnh là mình đã mài tất cả các sản phẩm sắc bén như mới và mình sẽ báo giá cũng như là test cụ thể trên video. Các sản phẩm bên mình thì giá bán chưa bao gồm phí ship, và phí ship mình tính tổng giá là 30.000 đồng. Các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323 và đặt cọc trước cho mình 50.000, bên mình mới gửi đơn. Bên mình không ship COD 100%. Phần còn lại thì các bạn sẽ nhận thanh toán sau khi các bạn được nhận hàng, kiểm tra hàng và test hàng đúng như sản phẩm các bạn đặt mua thì các bạn thanh toán. Trường hợp có nhầm lẫn hoặc là chất lượng không như mình giới thiệu, mình sẽ chuyển khoản gửi lại cái tiền cọc 50.000 với các bạn. Tiền cọc thì nó là cái trách nhiệm của người bán với người mua và người mua với người bán. Mình không muốn là gửi đơn đi, một số trường hợp không nhận đơn hàng thì cái phí đi về phí về bên mình sẽ phải chịu cái phí đó. Hôm nay thì mình có một số cái sản phẩm Nagiri, Đề Ba, Sashimi, Santoku, đặc biệt là có đá mài. Mình đi vào chi tiết. Cái đá mài thì mình muốn nhấn mạnh hôm nay các bạn là mình có hai cái mẫu đá với mức hạt đá này là tầm màu vàng này, có cái độ hạt tầm từ 600 đến 800. Và tất cả những viên đá Nhật này mình đã đều kiểm tra cái chất lượng, bởi vì nó cũng có rất nhiều cái thương hiệu. Nếu không có kinh nghiệm thì sẽ bị nhầm lẫn ngay. Cái chất lượng đá nó không đạt cái yêu cầu, thậm chí là mài nó không ăn thép. Đá bên mình thì mình lựa rất là kỹ và số lượng không có nhiều. Mình bán đồng giá là 400.000 một viên. Màu vàng độ mịn từ 600 đến 800. Màu trắng là độ mịn khoảng 3.000. Nếu mà với quy mô dùng cho gia đình thì mình khuyên các bạn là chỉ cần dùng với độ mịn 800 này là ok. Và mình đã test thử những cây dao sau khi sử dụng, mình chỉ cần mài qua với mức đá 800 này là đã tách được vân rất là ok rồi và rất là sắc bén. Chiều dài lưỡi là chiều dài thân dao, thân đá này là 20.5, bản rộng là 7 và độ dày là 2.7. Một viên có cái độ mịn tầm 600 đến 800. Các bạn dùng quy mô gia đình, một lần nữa mình nhấn mạnh các bạn chỉ cần dùng một loại này. Còn nếu các bạn thấy cần nâng cấp thêm tỉ mỉ hơn thì như mình, sau khi mình mài với độ mịn là 800 này thì mình lên đến 1.200 và tiếp theo là lên đến độ mịn 3.000 này. Cũng rất là đẹp. Cũng có trên video trước mình có mài thì sau khi đến cái độ 800 này đã vân ra vân rất là đẹp rồi. Các bạn cẩn thận hơn thì mua cái viên này, độ mịn là 3.000. Chiều dài là được gần 21, bản rộng là 7.2 với độ dày là 2.8, 400.000. Mình cũng không có dùng nhiều loại đá khác, mình dùng những cái loại đá mà thấy nó ok thì mình giới thiệu với các bạn. Nó có những cái loại kích thước đá nhỏ hơn một chút, tuy nhiên là mình không dùng. Dùng cái kích thước đá ngoài 20cm này thì cái mức độ mình đẩy tay khi mài nó rất là thoáng, nó không bị hạn chế. Hôm nay có một cây dao mèo này. Cây dao nó gần giống dao mèo, dao của Nhật trong cái lô dao. Cái này thì cái lô dao của người khác, nhưng mình mua được cây dao này về thấy cái mức độ làm cây dao bản lớn thì nó hơi vất vả đây, bởi vì mình vừa làm một cây tanto này thấy nó làm có mất rất là nhiều thời gian. Mình thì có công việc riêng của mình không có làm, mình bán lại. Bạn nào mua cái này bán với giá là 600.000 đồng. Cái này là lưỡi một bên dùng cho tay phải, cầm rất đầm tay.
Cái này là thép nguyên khối, mình đoán là như vậy, bởi vì cái lưỡi dao này mình cũng chưa có xử lý. Cái này chỉ dành cho anh em thợ thôi, anh em thợ mua lại cái này. Không có chữ. Cán thì được làm rất là mộc mạc. Rất giống cái giống dáng dao mèo Tây Bắc. Thân dao là được 29. Phần rộng nhất là được 4 này. Độ dày sắt cán 8 ly. Phần mũi là 6 ly. 600.000 đồng. Anh em nào thích sưu tầm, có thời gian, có đá về dùng cái này. Cái này thì để mài cái lưỡi này thì sẽ hợp lý hơn là dùng nhám. Dùng nhám thì nó sẽ xử lý nó tốt hơn so với dùng đá. Bởi vì cái đường lưỡi của nó, đường mép của nó không phải là đường thẳng, nó uốn lượn. Một cây lưỡi Tanto này. Cái này thì khá là dày. Cái này là mình quan sát thì hình như là chữ nó rất là mờ, có thể coi như là không có chữ. Đây nó có chữ ở đây này. Chữ nó rất là mờ, nghiêng góc hết cỡ mới nhìn được. Cái lưỡi Tanto này thì cái đường Harmon của nó lượn sóng rất là đẹp. Đây là mình trong quá trình mài nó chưa lộ rõ cái đường Harmon của nó. Thì mình không biết là nguyên nhân vì sao mà người ta cắt đi cái phần này. Thi thoảng thấy những cái lô dao khác của những anh em cùng làm nghề thì cũng thấy có những cây bị cắt như vậy. Đây mình sẽ test qua cái dung dịch FNCL, các bạn quan sát nó rõ hơn. Nói cái đường Harmon của nó, khi mà qua cái dung dịch FNCL nó sẽ nổi rất là nổi bật. Thì cái này mình bán như vậy, mình chỉ vệ sinh sơ này thôi, nó khá là mất nhiều thời gian. Cái này dành cho bạn nào yêu thích tattoo, các bạn về chế cả cán như là chế lại cái lưỡi dao cho thật độ mịn thật cao. Cái này tổng chiều dài được 20, được 38 này. Phần rộng là được 2.7. Độ dày được 7 ly gần cán. Về mũi là còn 6 ly. Cái phần lưỡi này nó rơi vào 23.5. Gần 24, mình đo như vậy. Mình bán cái giá là 800.000 đồng. Đó, cái lưỡi Tanto này, rất là đẹp. Rồi, mình đi vào chi tiết các mã dao. -1 là một cây dao lóc thép carbon nguyên khối, dùng cho tay phải, lưỡi vát một bên dùng cho tay phải. Cán gỗ, hai chốt bằng thau. Cái này có 4 chữ khắc, mình chưa có tra cái thương hiệu của cái này. Nó rất là sắc bén. Cái công việc lóc như thế nào thì nó mình cũng chưa có dùng lóc bao giờ. Tuy nhiên thấy các anh em dùng lò mổ thường hay đặt những cây như vậy, cực kỳ sắc bén. Mình bán với giá là 150.000 đồng. Tổng chiều dài được 22.5. Chiều dài thân dao được 10,
1.5. Bản rộng sát cán được 3. Độ dày chừng 2.5 ly. Đo cụ thể 3 ly 150.000 đồng. 14-2, một cái lưỡi dao thép carbon nguyên khối. Cái này có chữ là checkmark này. Cán gỗ hai chốt bằng thau. Phần kim loại ở trong cán dao này nó dày và mỏng dần về mũi. Thiết kế thường gặp ở những cây dao chất lượng. Và cái này cũng rất là bén. Tổng chiều dài được 25.5. Phần thân dao được 13.5. Phần rộng sát cán được 2.5. Rộng nhất là được 3.2. Một dày. Dày sát cán là 3.5 ly. Về mũi 3.5 ly. Rất là bén. Mình bán với giá là 230.000 đồng. 14-3 là một cái lưỡi dao đề ba dùng cho tay phải. Cái này của làng rèn Seki. Cái lõi dao được Harmon lượn sóng rất là tuyệt vời và lõi rất là rộng. Mình mài với độ mịn 3.000. Cái lõi được phân tách rất là rõ. Hai lớp thép. Cái này là thép carbon. Cái phần trên cán dao này, cái cây dao này, nó có ký hiệu K51124. Các bạn nào mua cái này về có cán dao thì các bạn thêm vào. Dài lưỡi là 15.2. Bản rộng 5. Bản rộng sát cán. Và độ dày sát cán là gần 8 ly. Mình bán với giá là 250.000 đồng. Mình thì thường xử lý cán bằng keo 2 thành phần. Các bạn về dùng keo 2 thành phần các bạn xử lý thì nó sẽ chắc. Dùng cái cán dao nó chắc khỏe thì cầm cái dao nó sẽ rất là tự tin. Rồi, 250.000 đồng. 14-4, một cái cây dao Nakiri, 3 lớp thép, thép carbon. Cái này cầm rất là đầm tay, với cái sống dao ở gần cán. Sống dày, rất là dày. Chiều dài lưỡi là 16.3. Đúng rồi, 16.3. Bản rộng là 5.2. Độ dày sắt cán là 6 ly. Về mũi là gần 2 ly. Mình bán với giá là 380.000 đồng. Cái này cầm rất là đầm. Lõi cũng rất là rộng. Chữ mờ quá nên một cái hàng chữ rất là nhỏ. Năm, một cây Nakiri, 3 lớp thép, thép carbon, bề mặt kháng dỉ rất là cao. Đây là những vết ám dỉ bề mặt thôi. Cán gỗ khâu nhựa. Chiều dài lưỡi là 16.5. Bản rộng là 5. Độ dày sắt cán là 4 ly. Về mũi là 1 ly, hơn 1 ly một chút. Phần cán nó có cả cái chữ này. Hàng thủ công thì nó sẽ dày từ trong và mỏng dần về mũi.
Bakery chỉ dùng để thái, tuyệt đối không dùng băm chặt. Một số bạn xem video của mình, họ cũng chốt mua, chốt sớm rồi mình chốt cho họ. Và sau đó họ lại hỏi lại mình là Nakiri này có chặt được không. Mình nói là không chặt được thì các bạn lại xả chốt. Cái điều đó cũng gây mất thời gian cũng như là cho cả hai bên. 14.6, một cây Nakiri 3 lớp thép. Cái này rất là đẹp, lõi rất là rộng và bề mặt hầu như là không gì. Thép này mình đánh giá là kháng gì rất là cao, thậm chí là không gì. Lưỡi dao sau khi được mài với độ mịn 3000 thì cái lõi nó nổi bật rất là đẹp. Cán gỗ khâu sừng trắng, cán vào khâu hình chữ D. Thép Yasuki, thép của Hitachi, một cái dòng thép phổ thông đang được phát triển bởi vì cái chất lượng của nó cũng tương đương với thép giấy xanh. Bên đây là những cái dòng chữ khắc thủ công. Dài lưỡi được 16.3, bản rộng là 5.2, độ dày sắt cán là 4 ly, về mũi là 2 ly. Mình bán với giá là 750.000 đồng. Rất là sắc bén. 14.7, một cây Nakiri thép carbon 3 lớp thép. Cái này có hai mục triện rất là rõ nét. Hàng thủ công, dày thì trong và mỏng dần về mũi. Bề mặt cây dao còn khá là mới, nhưng vết ám gì bề mặt. Phần ốp này là có kháng gỉ, cho nên là cái bề mặt còn được như vậy. Chiều dài lưỡi là 14.8, bản rộng là 4.6, độ dày sát cán là gần 5 ly, về mũi là còn hơn 1 ly, giá bán là 250.000 đồng. Mười bốn gạch tám, một cây Nakiri, cái này có vẻ là thép carbon nguyên khối, cái này có chữ khắc thủ công, kích thước là nhỏ, cái này có hai bên đều có chữ khắc, thép carbon có gì, cho nên là cái khâu vệ sinh của nó sẽ cần các bạn quan tâm hơn, cái độ gì của nó tương đương với dao, những cái dòng dao của Việt Nam mình, như cái dòng dao thép nhíp xe hay là vòng bi, dây tàu. Không bảo quản, chúng ta cần rửa sạch, lau khô rồi cất sau khi chúng ta dùng xong. Chiều dài lưỡi là 14.3, bản rộng là 4.8, độ dày sắt cán là 3 ly, về mũi là còn 1 ly. Mình bán với giá là 150.000 đồng. Cái này để các bạn sưu tầm, trải nghiệm, nó rất là bén. 14.9, một cây dao thép nguyên khối không gỉ. Cái này của Sakai Hakuturu. Cái này có rất là nhiều chữ. Cán gỗ khâu đúc, cán còn rất là liền lạc, không có cái hở. Cái này thì các bạn dùng lóc thì rất là ok. Đây có khắc thành một con hạc. Một con hạc đang bay hay là cái gì đây. Cái này rất là bén.
Dài lưỡi là 13.5. Bản rộng sắt cán là 3.6. Độ dày sắt cán 2,5 ly. Về mũi 1,5 ly. Giá bán là 280.000 đồng. 14-10. Một cây Santoku thép kháng rỉ nguyên khối. Cái này bề mặt của nó vì để ở bãi lâu rồi, nó có một vài cái vết lấm tấm. Cái này bù lại cái cán, một cái dòng gỗ cao cấp, cho nên là nó vẫn giữ nguyên được cái màu gỗ cũng như là cái độ kín kẽ của nó, không có một cái hở. Cầm nó chai lì, cầm rất là mượt tay, mượt tay. Hai đinh chốt, khâu ốp. Chiều dài lưỡi là 16.3, bản rộng là 4.7, gần cán và độ dày là 2 ly. Giá bán là 230.000 đồng. Dòng này rất là bén vì cái bề mặt của nó có vài cái vết lấm tấm đó, cho nên là giá bán như vậy. Còn thường mình bán cái này tầm 350 đến 400, cực kỳ bén. Mười bốn gạch 11, một cây Nakiri mini. Cái này là thép carbon 3 lớp thép với cái lõi rất là đẹp. Cái này nó có cái đường vân kép. Bề mặt cây dao còn rất mới và cái lớp ram vẫn còn nguyên. Cán gỗ không nhựa. Dài lưỡi được 12.3. Bản rộng 4. Độ dày 4 ly. Về mũi là còn 1,5 ly. Cái này nó gần giống cái dáng dao bài của Việt Nam mình. Ngày xưa là dùng là cắt rau. Cắt rau. Mà cắt rau vào cái loại này thì thôi thì cực kỳ bén. Dao bổ cau và các cụ. Dao bài. Sắc như dao cau kiểu. Mười bốn gạch 12, một cây đề ba thép 2 lớp dùng cho tay phải. Cái này thì còn như mới, hoàn toàn như mới, bề mặt dao. Cái này là của thương hiệu mình quên mất rồi. Chữ này mình quên mất rồi, lát mình tra lại. Bạn nào có thông tin mình tra lại. Cái này là cán gỗ khâu sừng. Sừng này thì thường là những cái khâu sừng, nó dành cho những cây dao cao cấp. Cái này là sừng, chất liệu sừng nên hay bị như vậy, bị nhăm khi mà để lâu ngoài mưa nắng. Để ba thì các bạn dùng lọc cá, như là cắt xương cá rất là ok. Nó xử lý tốt cái vấn đề xương cá. Nhiều khi các bạn lấy những cái dao mỏng để mổ cá thì nó không được an toàn cho lưỡi dao. Chiều dài lưỡi được 16.7. Bản rộng gần cán là 5.2. Cây này khá là dày. Độ dày là 9 ly. Về mũi là còn 6 ly. Mình bán với giá là 480.000 đồng. Rất đáng sưu tầm cây dao này. Cây thương hiệu rất là dễ nhớ mà mình quên mất. 14-13, một cây Santoku 3 lớp thép. Cái này sử dụng là thép Yasuki. Đây, thép Yasuki, chữ khắc thủ công. Bề mặt cây dao thì nó có những cái vết. Điều đó chứng tỏ là cây dao này để ở bãi rất là lâu rồi.
Bởi vì ốp của nó là ốp không gỉ, ốp kháng gỉ. Sau khi vệ sinh thì bề mặt lại trở lại sáng bóng như vậy, rất ok. Đặc biệt cái dao này là nó dày từ trong và mỏng dần về mũi. Cái lõi dao, lõi thép Yasuki nó lên đến sống dao này. Và đặc biệt chiều dài lưỡi cái này cũng rất là ok. Cụ thể chiều dài lưỡi là 17, bản rộng là 4.3, độ dày sắc cán là 3 ly, về mũi là còn 2 ly. Giá bán là 400.000 đồng. Thép Yasuki cực kỳ sắc bén, nó tương đương với thép dây xanh. .14-14, một cái dao có cái dáng rất là lạ. Cái này được thiết kế dùng cho tay phải với hai lớp thép. Cái lớp lõi của nó đây, và cái lớp ốp của nó thì nó là cái dạng rất là nhiều lớp. Nhiều lớp. Cái dao này thì mình ấn tượng cái dáng của nó lạ, và cái lõi của nó cũng rất là cứng. Chưa khắc. Cầm cái dáng dao rất là lạ. Chắc chắn cái này sẽ phục vụ cho vấn đề là mổ cá. Tự nhiên những cái dòng cá, cá biển nó có nhiều loại. Dài lưỡi là đồng 17.2. Mình đo ở giữa này. Phần rộng nhất của nó ở đây được là 6.4. Phần sát cán lại được là 5.2. Độ dày 5 ly. Về mũi là còn 2 ly rưỡi. Giá bán là 300.000 đồng. Một cái dáng dao rất là lạ. Sắc. Rất là sắc. Những cái dáng dao nó không quen thuộc. Mình bán cái giá 300.000 đồng. 14-15. Một cây. Cây dao đề ba. Có cái dáng như. Dáng cũng dáng này là cũng lạ đối với mình. Tuy nhiên thì một số dòng dao họ đang phát triển cái cán dao nó hướng như vậy, thì cái ưu điểm của nó, tốc độ chặt hay là nó có độ vít rất là mạnh, chặt rất là mạnh. Hai lớp thép, lớp lõi rất là dày, được phân tách rõ ràng. Cái dao chiều dài lưỡi rất là dài, và cái khâu dao này thiết kế bằng một cái khâu rất là dày, có đinh chốt, có hơi sọc sạch. Mình đã tháo ra và mình xử lý bằng keo hai thành phần, đặc tịt luôn, không còn có một chút sọc sạch nào, và chốt lại đinh cho nó. Mình thường xử lý triệt để, mình không có để cái dao nó sọc sạch như vậy. Mình là thợ, mình xử lý được, các bạn mua về sẽ rất khó xử lý. Chiều dài lưỡi là 20.7, bản rộng là 6.3, độ dày sắc cán là 7 ly, về mũi là còn 5 ly. Mình bán với giá là 550.000 đồng. Cái này đảm bảo với các bạn chặt gà thì ok. Mình thấy cái lưỡi của nó dài và độ vít của nó rất là mạnh, còn độ bén này. $550.000. 14-16, một cây Usuba. Cái này rất là đẹp, hai lớp thép dùng cho tay phải. Cái lớp lõi của nó tuyệt vời chưa. Cái này thì không thấy có chữ. À đây có chữ đây, chữ rất là nhỏ. Đặc biệt cây dao, phần cán dao thì lại rất nhiều chữ. Cán gỗ, khâu bằng thau, cái khâu của nó còn nguyên bản, không có bị sọc sạch, móp méo gì hết cả. Chiều dài cây dao này cũng rất là ok. Nói chung là cây dao này mới đến 90%. Chiều dài lưỡi đồng 16.8, bản rộng là 4.3,
độ dày sắt cán là gần 4 ly, về mũi là còn 2 ly, hơn 2 ly. Mình bán với giá là 350.000 đồng. .14-17, một cây Ryoto, cây này là thép không gỉ nguyên khối hoặc là thép kháng gỉ, có tốc độ ăn mòn rất là chậm, có thể coi như là không gỉ. Đây là inox, chữ này chữ inox nó mờ quá mình không nhìn rõ được. Có mộc diện chữ khắc đây. Cây này Made in Sakai Japan, tức là sản xuất tại làng rèn Sakai của Nhật Bản. Thép molybdenum và vanadium. Cái cán dao nó có cái vân búa này. Khâu đúc nó có một chút gì nhẹ ở cái sống dao này. Mình đã được mình vệ sinh sạch sẽ rồi. Những cái nhược điểm cần phải được nói rõ để các bạn có cái quyết định nó phù hợp. Chiều dài lưỡi được 23.6, bản rộng là 4.8, độ dày 2 ly, mũi 2 ly, giá bán là 450.000 đồng. Rất là bén. Bạn nào thích cái dáng Ryoto dài thì có thể sưu tầm cái này. 14-18, một cây Ryoto. Cái này là của Masamoto. Tổng thể cái dao còn rất là mới. Cán gỗ, hai chốt bằng thau. Phần cán thì còn rất là ok. Masamoto là một cái thương hiệu cao cấp, rất đáng để các bạn sưu tầm. Có lẽ với những người quan tâm đến những dòng dao Nhật thì Masamoto mình không cần phải giới thiệu nhiều. Chiều dài lưỡi là 24.5, bản rộng là 4.5, độ dày sắt cán là 2.5 ly, về mũi là còn 2 ly, mình đo lại hơn 2 ly một chút, sắt cán là hơn 2 ly. Mình bán với giá là 800.000 đồng. Mình hạ mép với tỷ lệ là 3:7, thiên về dùng cho tay phải nhiều hơn, dùng cho tay trái vẫn ok. Cái mộc diện $800.000. 14-19, một cây Santoku 3 lớp thép, cây dao còn như mới, lõi là thép carbon, ốp không gì. Cái này có chữ khắc thủ công, lõi lên trên sống dao. Và đặc biệt là cái cán dao này, một cái dòng gỗ cao cấp, người ta sử dụng làm cán, cho nên là nó không hề bị cong vênh, còn rất là liền lạc, giữ nguyên màu sắc. Chiều dài lưỡi là 17.9, bản rộng sắt cán là 3.9, gần 4, độ dày 2 ly, còn như mới, giá bán là 350.000 đồng. Cái lõi carbon của nó có gì thì các bạn cần lưu ý. Tuy nhiên được cái là cái phần ốp của nó là không gì. Các bạn dùng xong vẫn cần lau khô cái phần lõi dao ngay đầu lưỡi dao này.
14-20, một cây sashimi của Tojiro. Cái này mình chưa sắm được cái dụng cụ vệ sinh phun cát, bắn cát thì nó sẽ sạch hơn. Cho cái vân búa này nó sẽ sạch cái vết ám này. Tuy nhiên là mình chưa có. Cái này là sử dụng lõi thép giấy xanh. Cán gỗ, khâu sừng. Cán và khâu hình chữ D. Lõi thép giấy xanh, chất lượng của nó tuyệt vời. Cái ốp của nó này, ốp vân búa này kháng gì? Kháng gì rất là cao. Dài lưỡi được 21.5. Phần rộng sắt cán là gần 3 ly. Độ dày sắt cán 3 ly rưỡi. Giá bán là 800.000 đồng. Thép giấy xanh thì bén vô cùng. Mười bốn gạch 21, một cây sashimi, hai lớp thép. Cái này cũng rất là đẹp, rất đáng để sưu tầm. Cái đường lõi của nó rất là rộng. Thương hiệu thì mình chưa có thời gian để check. Cán gỗ, khâu kim loại thép không gì. Phần cán dao nó có rất nhiều chữ. Cái này cũng là hàng rèn thủ công. Nó dày từ trong và mỏng dần về mũi. Chiều dài lưỡi được 20, bản rộng 3, độ dày sắt cán là 4 ly rưỡi, về mũi còn 3 ly, giá bán là 300.000 đồng. Các bạn quan tâm đến mã sản phẩm nào có thể tua nhanh đến vị trí sản phẩm đó, các bạn sẽ chốt được cái sản phẩm sớm hơn. 14-22, một cây sashimi, hai lớp thép dùng cho tay phải. Cán gỗ, khâu bằng thau. Bề mặt là ốp không gỉ. Mình đính chính lại bề mặt này ốp kháng gỉ. Chiều dài lưỡi là 20.5, bản rộng là 2.7, 2.8. Độ dày sắt cán là 3 ly rưỡi, giá bán là 250.000 đồng. Này là mình chưa có gạt qua cái ba vía. Sau khi mài vẫn cần phải gạt qua cái ba vía bề mặt này. 14-23, một cây Santoku, 3 lớp thép. Cái này là sử dụng lõi thép giấy xanh. Hàng rèn thủ công, dày từ trong và mỏng dần về mũi. Dài lưỡi là 14.8, bản rộng là 3.3, độ dày sắt cán là 4 ly, về mũi là còn 2 ly, cán và khâu hình chữ D. Cái này là khâu nhựa. Cái này mình tháo vệ sinh từ trong cán và xử lý lại bằng keo hai thành phần. Mình bán với giá là 380.000 đồng. 14-24, một cây Betty, thép không gỉ. Cán gỗ, 3 đinh chốt. Cán còn rất là liền lạc, chắc chắn. Khâu đúc. Dài lưỡi là được 11.8, bản rộng là 2.1, độ dày 2 ly sắt cán, giá bán là 150.000 đồng. Cái này dùng bổ hoa quả.
thì rất là ok. 14-25, một cây Betty. Cái này khâu này là khâu ốp. À, cái này là khâu đúc. Mình đang cái này là khâu đúc. Đúng vậy. Cán gỗ, ba đinh chốt. Còn rất là liền lạc, chắc chắn. Chiều dài lưỡi là được 11.8. Bản rộng là 2.4. Độ dày 2 ly, giá bán là 200.000 đồng. Rất là sắc bén. Cái này là thép không gì. 14-26, một cây Santoku 3 lớp thép. Cái này có biểu tượng hình hoa cúc. Cái này của Kikuichi. Nó dày thì trong và mỏng dần về mũi. Lõi dao rất là rộng. Cái này bề mặt kháng dỉ. Chiều dài lưỡi là 16.3. Bản rộng là 4.4. Độ dày 2.5 ly. Về mũi cũng 2.5 ly. Giá bán là 250.000 đồng. Những cái điểm có bao via không xử lý kỹ nó sẽ cắt, nó sẽ mắc. 14-27, một cây Nakiri 3 lớp thép của Kiza Mộc Triện. Chữ khắc của Kiza thì rất là rõ nét và rất là dễ nhận biết. Và đặc biệt cái này thì sử dụng lõi thép dây xanh. Thép dây xanh, thép của Hitachi, thép Yasuki. Cán thì cán mới. Cán này là cán bên mình mua cán mới. Cái cán cũ của nó là khâu sừng, nó bị vỡ, không còn sử dụng được thì mình thay bằng cái cán mới của mình. Cán gỗ khâu sừng, xử lý kết nối bằng keo hai thành phần. Thép dây xanh thì cái chất lượng của nó tuyệt vời, luôn là cái lựa chọn số 1 của những người thích sưu tầm dao Nhật. Chiều dài lưỡi là 16.3. Bản rộng là 5. Độ dày 4 ly. Về mũi 1.5 ly. Giá bán là 700.000 đồng. Mới 14-28 là một cây đề ba 2 lớp thép dùng cho tay phải. Cây dao còn khá là mới. Đường phân tách giữa lõi và ốp. Lõi dao cũng rất là rộng. Bề mặt kháng dỉ. Chiều dài lưỡi được 16.5. Bản rộng là 5.1. Độ dày sát cán là 9 ly. Về mũi còn 5 ly. Phần kết nối giữa cán này, mình xử lý bằng keo hai thành phần, cực kỳ chắc chắn. Giá bán là 380.000 đồng. 14-29 cũng là một cây đề ba 2 lớp thép. Cái này là thép carbon 2 lớp thép. Cái này không thấy chữ, có thể là chữ mờ quá rồi. Chữ rất là mờ rồi. Bù lại cái này chiều dài lưỡi rất là ok.
Chiều dài lưỡi là 18.6. Bản rộng là 4.8. Độ dày sắc cán 9 ly. Về mũi là còn 5 ly rưỡi. Cái này chữ nó mờ không thấy chữ nữa rồi. Mình sẽ bán với giá là 350.000 đồng. 350. Sắc ngọt, rất bén. .14-30, một cây đè ba hai lớp thép dùng cho tay phải. Một là rèn Sakai. Cái này điểm nổi bật lõi rất là rộng và bề mặt của nó độ kháng rỉ rất là cao. Đồng phân tách giữa hai lớp thép rất là rõ ràng. Cán gỗ, khâu nhựa. Sau khi vệ sinh, mình xử lý bằng keo hai thành phần. Rất chắc chắn. Chiều dài lưỡi là 15. Bản rộng là 4.6. Độ dày sắt cán 8 ly, 8 ly rưỡi. Về mũi là còn 6 ly. Giá bán là 300.000 đồng. .14-31, một cây đè ba hai lớp thép dùng cho tay phải. Cái này có hai chữ khắc. Cán gỗ khâu bằng thau. Phần cán dao thì nó có khá là nhiều chữ, hơi mờ một chút. Cái này cán nó khi mình phát hiện có vết nứt, mình đã xử lý bằng keo hai thành phần, cũng như là keo hai thành phần kết nối giữa cán và dao, lấy lại độ chắc chắn. Chiều dài lưỡi là 13.7. Bản rộng là 4.5. Độ dày 8 ly. Về mũi là 6 ly. Sống dao này có một vài vết nhăm. Thường gặp ở những cây dao bãi có như vậy. Mình bán với giá là 250.000 đồng. Cái giá nó phù hợp với các bạn mới chơi dao Nhật, dễ tiếp cận. 14-32 cũng là một cây đè ba hai lớp thép dùng cho tay phải. Hôm nay không có đè ba tay trái. Cái này đường lõi rất là rộng. Hàng rèn thủ công. Chiều dài lưỡi 13.6. Bản rộng là 4.5. Độ dày sắt cán là gần 8 ly. Về mũi là còn 6 ly. Mình bán với giá là 280.000 đồng. Một cây đè ba cuối cùng của video là 14-33. Một cây hai lớp thép dùng cho tay phải. Điểm ấn tượng cái này là lõi rất là rộng. Lõi rất là rộng, rất là đẹp. Bề mặt cây dao còn khá là mới. Cán dao cũng vậy, còn rất là mới. Còn nguyên tem. Và cái này sử dụng thép Yasuki của Hitachi. Dài lưỡi là được 15.3. Bản rộng 5. Độ dày sắc cán 9 ly. Về mũi còn 7 ly. Giá bán là 450.000 đồng. Cán gỗ khâu nhựa. .14-34 là một cây Nakiri
bản lớn. Cái này chữ khắc thủ công. Y chi gì đây, mình nó mờ quá, mình không nhìn rõ được. Và cái này sử dụng thép giấy xanh. Mình đang cố gắng điều chỉnh để các bạn nhìn rõ được cái chữ của nó. Cái này kích thước rất là rộng. Một cái điểm trừ cây dao này là cái bề mặt của nó bị nhăm nhiều quá. Cái bề mặt của cái phần cổ dao này, tuy nhiên cây dao này, cái phần cổ sống dao này nó rất là dày. Và cây dao này có một vết nứt. Thì một số anh em cũng chia sẻ, cũng tham gia với mình kênh không cần thiết bán những cây dao nứt. Tuy nhiên thì cái điểm mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái giá trị của cái cây dao, cái chất lượng cây dao nó vẫn sử dụng được, mà khi bỏ cái vết nứt đi thì nó rất là lãng phí, mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến cái công năng của cây dao. Chất lượng ảnh của mình nó kém lắm, mình không giới thiệu rõ được cái vết nứt đó cho các bạn. Đây, vết nứt ở chỗ vị trí này nó hơi mờ. Thép giấy xanh thì nó rất là bén, và đặc biệt kích thước của nó là kích thước khủng. Một cây dao cũng ít khi gặp, cái dòng Nakiri này. Chiều dài lưỡi là 17.4 này. Bản rộng là 6.2, bản rất là rộng. Cái này nếu mà còn mới thì giá của nó sẽ rất là cao. Độ dày là 5 ly. Về mũi là 1 ly rưỡi. Giá bán mình sẽ bán là 550.000 đồng. Có một vết nứt. Bạn nào không ngại dùng cái vết nứt đó thì sưu tầm cây dao đó là rất hợp lý, thái cực kỳ bén và bản rộng sẽ dễ thái. Nó sẽ phù hợp với cái dáng dao mà người Việt Nam mình quen sử dụng. 14-35, một cây Nakiri 3 lớp thép. Cái này của Tojiro. Đặc biệt cái sống dao rất là dày, cán gỗ, khâu nhựa. Dài lưỡi là 15.2, bản rộng là 5.2, 5.3. Độ dày, dày sắc cán là 6 ly. Về mũi nó còn hơn 1 ly. Lõi dao rất là rộng, rất là đẹp. Mình bán với giá là 380.000 đồng. -36. Một cây Nakiri 3 lớp thép. Với cái chiều dài lưỡi rất là dài. Cán gỗ khâu bằng kim loại thép không gỉ. Dài lưỡi là 18. Bản rộng là 4.4. Dày sắc cán là 3 ly. Về mũi là 1 ly rưỡi. Mình bán với giá là 300.000 đồng. Rất là bén. -37, một cây Santoku 3 lớp thép. Lõi không gì và ốp không gì. Cái này của nó chữ là chữ in. Nó đã mờ, mình không có tra được cái thương hiệu. Nhưng mà qua kinh nghiệm của mình thì cây này là của Tojiro. Cái dáng dao quen thuộc Tojiro. Lõi không gì. Cán gỗ khâu đúc. Phần kim loại ra tới đằng sau, ba đinh chốt.
Dài lưỡi là đồng 17. Bản rộng là 4.5, 4.6. Độ dày 1,5 ly. Giá bán là 400.000 đồng. Cán thì còn liên lạc chắc chắn. Với 4-38, một cây đề ba mini, hai lớp thép, dùng cho tay phải, cũng là một cây hàng rèn thủ công. Cái này phù hợp với các bạn đi câu, dùng lóc và mổ cá. Chiều dài lưỡi là 12.7, bản rộng 3.9, độ dày sát cán là 6,5 ly, về mũi là còn 4 ly. Giá bán là 150.000 đồng. Cái này có rất là nhiều chữ khác. Với 4-39, một cây Santoku 3 lớp thép, với lõi là thép carbon, ốp không gì của làng rèn Sakai. Cái này ấn tượng với cái cán dao của nó, rất là đẹp, khâu kim loại thép không gì. Tổng thể cái dao nhìn rất là sang. 3 đinh chốt, một cái dòng gỗ cao cấp, cầm rất là mượt mà tay. Một cái dáng Santoku rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là 17.5, bản rộng là 3.7, độ dày gần 2 ly, cái lõi lên đến sống dao. Giá bán 350.000 đồng. Ngọt như nước. Mười bốn gạch 40, một cây dao lóc thép carbon nguyên khối, dùng cho tay phải, cán gỗ 3 đinh chốt bằng thau. Các bạn dùng bên thực phẩm thì các bạn sưu tầm cái này. Chiều dài lưỡi được 21, bản rộng 3, độ dày là hơn 2 ly, thép carbon nguyên khối, chuyên về lóc. Giá bán là 200.000 đồng. 14-41, một cây Santoku gần giống cái dáng dao dao bầu của Việt Nam. Cái này chưa khắc cả hai bên, chưa khắc thủ công, thép carbon nguyên khối, cán gỗ 3 đinh chốt bằng thau. Bề mặt cây dao thì còn như mới, không có một vết gì nào. Dài lưỡi là được 17.9, bản rộng là 4.6, độ dày sắt cán 2,5 ly, về mũi còn 2 ly, hơn 2 ly. Giá bán là 300.000 đồng. Mười bốn gạch 42, một cây Santoku thép carbon 3 lớp thép, hàng thủ công, nó dày từ trong và mỏng dần về mũi, chữ khắc rất là bén, phù hợp với những cái bạn chuyên về thái và lóc thực phẩm. Cán gỗ khâu nhựa. Chiều dài lưỡi là 16.4, bản rộng là 4.5,
Độ dày sắt cán là gần 5 ly. Về mũi là gần 2 ly. Giá bán là 250.000 đồng. Ngọt như nước. Chỉ dùng để thái. Và lóc. Mười bốn gạch 43, một cây Santoku 3 lớp thép với lõi là thép carbon ốp không gỉ. Cái da Santoku này thì còn như mới, bề mặt dao còn hoàn toàn như mới, chữ khắc thủ công, cán dao cũng vậy, hoàn toàn mới. Tổng thể cái dao rất là tuyệt vời. Cái thép carbon, cái lõi thép carbon này, ưu điểm của nó là rất là sắc bén, độ bén cao, độ giữ bén cũng rất là cao. Nhược điểm của nó là có gì, người ta khắc phục nó bằng ốp không gì hai bên. Chiều dài lưỡi là 17, bản rộng 4.7, độ dày sắc cán là 2 ly, về mũi cũng là 2 ly, giá bán là 300.000 đồng. Mười bốn gạch 44 là một cây dao nguyên khối thép không gỉ của Mark. Cái thương hiệu này là cũng của Nhật Bản. Mà cái dáng dao của nó hầu như là nó cố định một cái dáng dao, thường mình thấy như vậy. Cầm rất là nặng, đầm tay. Cán thì rất là chắc chắn, đặc biệt cái phần kim loại nằm trong cán này rất là chắc, khỏe. Cái này thiết kế lưỡi dùng cho tay phải. Mũi thì có thể lóc. Chiều dài lưỡi là 16.5. Bản rộng là 4.9. Cái độ dày sắc cán là 3 ly. Giá bán là 280.000 đồng. Nguyên khối, thép không gỉ. Ngọt như nước. Các bạn dùng cái này lóc thì tuyệt vời. Thép không gì, không vệ sinh nó sẽ đỡ cực. 14-45, một cây Usuba 2 lớp thép, dùng cho tay phải, của Lazen Sakai. Phần sát cán dao này nó có một chút nhăm nhẹ, không đáng kể. Sống dao rất là dày. Dày từ trong và mỏng dần về mũi. Lõi dao đường Harmon lượn sóng rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là được 17.2. Bản rộng là 4.1. Độ dày sắt cán là 4 ly rưỡi. Về mũi còn 2 ly rưỡi, giá bán là 330.000 đồng. Cái này được cái ấn tượng là lõi của nó rất là rộng, Harmon lượn sóng rất là đẹp. Mười bốn gạch 46, một cây Santoku 3 lớp thép, lõi là thép carbon, ốp không gỉ. Thép DP, chữ khắc cả hai bên. Cán còn rất là liền lạc, chắc chắn. Giá bán là 250.000 đồng. Chiều dài lưỡi là 17. Bản rộng 3.5, độ dày 1 ly rưỡi, 250.000 đồng.
14-47, một cây Usuba 2 lớp thép. Cái lõi của cây Usuba này rất là đẹp, lõi rộng, lượn sóng. Usuba dùng cho tay phải. Thép carbon có độ kháng gì? Cán và khâu hình chữ D. Xử lý điểm kết nối bằng keo hai thành phần. Chiều dài lưỡi là 14.9. Bản rộng là 3.9. Độ dày 3 ly. Về mũi còn 2 ly rưỡi. Mình bán với giá là 300.000 đồng. Cái dòng Usuba này cực kỳ sắc bén. Một cây dao 2 lớp thép. Cái dao này có cái dáng cũng rất là lạ. Và mình ấn tượng với cây dao này thì nó cực kỳ là sắc bén và cứng. Rất là cứng. Nguyên bản của cây dao là như vậy. Họ quấn bằng dây đồng. Cán dao thì tuy bị nứt nhưng vẫn chắc chắn. Thì sau khi mình xử lý kết nối bằng keo hai thành phần, mình xử lý luôn cả cái vết nứt đó. Nứt rồi mà họ vẫn đóng đinh. Điều đó chứng tỏ là cây dao này rất là chất lượng. Thì họ mới tận dụng đến mức như vậy. Và thực tế thì nó rất là sắc bén và cứng. Chiều dài lưỡi là 17.2. Bản rộng là 3.8. Độ dày sắt cán là 3 ly rưỡi. Về mũi là còn 2 ly. Mình bán với giá là 250.000 đồng. Cái cuốn dây đồng này nó có thể nó không được chặt bằng cái khâu. Cho nên là mình tiện cái keo, mình sẽ đắp vào cùng luôn. Chứ còn nguyên bản của nó là nó không có bị bong chóc gì hết cả. 14-49. Một cây ghi ô tô thép không gỉ. Của Sakai gì đây? À của Masa gì đây? Mình không có tra cái thương hiệu. Một điểm muốn nhấn mạnh với các bạn, nó có một chút nhăm nhẹ ở cái phần cổ dao này. Còn tổng thể cây dao thì còn rất là đẹp. Từ cán dao còn rất là ok. Khâu đúc rất là đẹp, cán nó điểm nhấn. Chiều dài lưỡi là 20. Bản rộng là 3.8. Độ dày là 2 ly. Về mũi 1 ly. Mình bán với giá là 380.000 đồng. Rất đáng tiếc là có một chút ám ở đây. Nó làm đi cái dao có điểm trừ. Tuy nhiên thì cái dao này cực kỳ sắc bén. Mười bốn gạch năm mươi. Một cây dao ghi ô tô nguyên khối thép không gỉ của Amway. Cái này là made for Amway in Japan. Vài ký hiệu nó hơi mờ một chút. Cái này thì còn như mới, hoàn toàn như mới. Từ cái cán dao, cán của nó là bọc nhựa, khâu dao, bề mặt dao còn hoàn toàn như mới. Chiều dài lưỡi là đồng 19.8. Bản rộng là 4.4. Độ dày 2 ly. Cây dao hoàn toàn như mới. Mới đến 95%. Cực kỳ sắc bén. Mình bán với giá là 300.000 đồng. 14-51. Một cây Santoku 3 lớp thép. Lõi không gỉ và ốp không gỉ. Cái này sử dụng thép VG1
Thép VG thì nó rất là bén mà nó không rỉ. Chiều dài lưỡi là 16.8. Bản rộng là 4.5. Độ dày 1.5 ly. Cái phần điểm nhọn ở góc này được bo tròn. Mình cố ý làm như vậy bởi vì nguyên bản của nó góc này rất là nhọn. Mình bán với giá là 300.000 đồng. Cây dao còn như mới. Và cuối cùng của video ngày hôm nay là 14-52, một cây Ryoto. Cây này thì đẹp quá, rất là đẹp. Và cây này sử dụng là lõi thép Thụy Điển. Chữ này là thép Thụy Điển. Một điểm trừ duy nhất của cây dao, cây này cũng là một điều đáng tiếc, đó là cây dao bị nứt. Một vết nứt ở đây, vết nứt rất là khó nhìn. Tuy nhiên nó cần phải được, các bạn cần được biết. Thép Thụy Điển thì độ bén của nó tương đương thép dây xanh. Cây dao rất là đáng tiếc, khâu đúc. Chiều dài lưỡi được 21.2. Bản rộng 4.1. Độ dày 2 ly, mình bán với giá là 450.000 đồng. Cái này nếu mà không bị đứt này, mình sẽ bán là 800. Thậm chí có thể bán hơn, chiều dài rất là ok. Còn độ bén của cái dòng này thì tuyệt vời. Và lý do đó nó trở thành hàng bãi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn.